Biển đảo, Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, đó là những từ khóa được mọi người quan tâm nhiều nhất cho mọi hoạt động trong thời gian gần đây. Và dĩ nhiên văn hóa cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều đặc biệt là bên cạnh những video âm nhạc clip được thể hiện qua những giọng ca chuyên nghiệp thì cộng đồng mạng còn truyền tay nhau những MV nghiệp dư, nhưng không kém phần mạnh mẽ, mang thông điệp đầy ý nghĩa hướng về biển đảo. Clip âm nhạc Thề giữ biển đảo quê hương là món quà của thầy trò khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng gửi đến những chiến sĩ ngư dân Việt Nam đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Để thực hiện clip này, gần 100 sinh viên và giáo viên của khoa đã được huy động trong suốt 2 ngày. Từ giai điệu hùng tráng, lời ca xúc động, đậm tình yêu nước, đến cách hát đầy tự tin cùng những cảnh quay chân thực và sống động do sinh viên của trường tự quay. Tất cả đều thể hiện tình yêu nước và đoàn kết, chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên và xúc động. Chúng tôi đã nóng lòng muốn làm một điều gì đó để gửi gắm tình cảm của mình đến với các chiến sĩ ngoài biển đảo và cũng để thể hiện cái tình yêu, sự trân trọng đối với từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trong video âm nhạc nhan đề tự nguyện, những người thực hiện muốn truyền đi thông điệp mọi người hãy thể hiện lòng yêu nước của mình một cách thông minh, không chạy theo phong trào để dễ bị kích động. Đó chính là yêu nước có điểm đến và trách nhiệm. Đông đảo các bạn trẻ khác lại tham gia nhảy flash mob để thể hiện sự đoàn kết và tinh thần yêu nước của mình. Dù rằng không công phu như video clip chuyên nghiệp, nhưng chất lượng nghệ thuật và trên hết là khả năng truyền đạt lòng yêu nước mạnh mẽ của các bạn trẻ Việt Nam đã làm nên sức hút của các video âm nhạc này. Là một người dân, một công dân Việt Nam thì tôi cảm thấy tự hào về tình yêu đất nước. Các bạn thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam rất là giàu lòng yêu đất nước, tự hào dân tộc và mọi người đều cảm nhận rằng là chủ quyền Tổ quốc là rất là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Cái điều lớn nhất mà chúng tôi nhận ra được đó là trong một đơn vị nếu tất cả mọi người đều đồng lòng thì không việc gì là chúng ta không thể làm được. Và suy rộng ra trong cả nước, nếu tất cả mọi người đều đoàn kết thì không khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua. Cái chất keo tốt nhất để kết dính các thành viên trong cộng đồng lại với nhau, đó chính là lòng yêu nước, là quyết tâm đấu tranh vì chính nghĩa. Chủ quyền của Tổ quốc là thiêng liêng, độc lập tự do của đất nước không gì đánh đổi được. Lòng yêu nước phải đi cùng với trách nhiệm. Đó chính là thông điệp mà những video clip này muốn gửi gắm đến người xem.